thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Matthew chương 9. Matthew chương 9 tiếp tục kể thuật lại những câu chuyện khác nhau của Chúa Giêsu nhằm bày tỏ thẩm quyền của Ngài trên bệnh tật và tội lỗi. Có hai điểm nổi bật trong chương này là xuất hiện sự xung đột quan điểm giữa người Pharisee với Chúa Giêsu, và điều nổi bật còn lại là việc Chúa Giêsu có khả năng làm cho người chết sống lại. Đây là điều không thể trong phạm vi của một con người. Thế nên, trong chương này, trước giả Matthew không chỉ khắc họa về một Chúa Giêsu có quyền trên bệnh tật, tội lỗi và ma quỷ, nhưng Ngài còn có quyền trên cả sự sống, sự chết của con người. Mở đầu chương 9 là câu chuyện kể về Chúa Giêsu chữa lành bệnh cho người bị bại liệt, từ câu 1 đến câu 8. Điểm nổi bật của câu chuyện này không nằm ở chi tiết người bại có thể đi lại được như người bình thường, nhưng nằm ở lời phán của Chúa Giêsu dành cho người bại, ấy là: "Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha." Câu 2. Chính câu nói này của Chúa Giêsu đã gây nên sự mâu thuẫn đầu tiên giữa Ngài với những người Pharisee trong sách Matthew. Với những người Pharisee, đây là một câu nói phạm thượng, bởi chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền tha tội. Và để bày tỏ thẩm quyền tha tội của mình trên đất, Chúa Giêsu đã phán với người bại rằng: "Hãy đứng dậy, vác giường và trở về nhà." Người bại liền đứng dậy và khiêng giường về nhà mình. Với người Do Thái, bệnh tật liên quan đến tội lỗi, nên việc người bại được chữa lành chứng tỏ ông đã được Đức Chúa Trời tha tội. Nói cách khác, sự chữa lành của Chúa Giêsu trên người bại là sự khẳng định chính Ngài là Đức Chúa Trời và Ngài có thẩm quyền tha tội cho con người. Câu chuyện tiếp theo của chương kể về sự kêu gọi sứ đồ Matthew. Chúa Giêsu kêu gọi ông Matthew ngay tại chỗ làm của ông. Đứng trước sự kêu gọi của Chúa Giêsu, ông Matthew đã từ bỏ sự nghiệp của mình mà đi theo Ngài. Quyết định đi theo Chúa Giêsu là một quyết định khiến ông Matthew phải hy sinh rất nhiều. Vì thu thuế là một công việc đem lại tài chính cao. Vì vậy, quyết định trở nên môn đệ Chúa là quyết định của đức tin và lòng trông cậy trọn vẹn nơi Ngài, là lời tuyên bố rằng con sẵn sàng trả giá để bước theo Ngài, là quyết định để Chúa bước vào nhà của mình và công bố với người khác Ngài là Chúa của tôi. Cao trào của câu chuyện không chỉ nằm ở việc Chúa Giêsu kêu gọi một người bị xã hội khinh bỉ trở nên môn đồ Ngài, nhưng còn ở việc Ngài và các môn đồ ngồi ăn uống với những người thu thuế và kẻ có tội tại nhà của ông Matthew. Sự kiện này một lần nữa tạo ra sự mâu thuẫn giữa người Pharisee. Theo cái nhìn của những người thời Chúa Giêsu, người thu thuế và kẻ có tội thường bị kể chung với nhau. Vì những người thu thuế thường cộng tác với người ngoại quốc, vơ vét tiền bạc của người đồng hương mình. Vì vậy, việc ngồi ăn chung với người thu thuế và kẻ có tội là điều mà người Pharisee không bao giờ chấp nhận. Đứng trước câu hỏi đầy dị nghị của người Pharisee, Chúa Giêsu khẳng định sứ mạng của Ngài đến trần gian này là để gọi người có tội, chứ không phải là gọi người công chính. Tiếp nối sự căng thẳng ấy là câu hỏi chất vấn Chúa Giêsu về việc kiêng ăn đến từ những môn đồ của Giăng Báp-tít. Đứng trước câu hỏi chất vấn đó, Chúa Giêsu đã trả lời họ bằng cách đưa ra ba hình ảnh: chàng rể và bạn chàng rể, câu 15, miếng vải mới và áo cũ, câu 16, rượu mới và bầu da cũ, câu 17. Hình ảnh đầu tiên nói đến sự ưu tiên khi mà Chúa Giêsu còn ở trên đất với họ, và hai hình ảnh còn lại nhằm nói đến sự đổi mới tâm linh hoàn toàn, không thể là sự pha trộn luật pháp của Môi-se với ân điển, nhưng chính Chúa Giêsu sẽ mang đến một nếp sống mới. Từ câu 18 đến câu 31, ông Matthew tiếp tục bày tỏ năng quyền của Chúa Giêsu trên thân thể của nhiều người bệnh như đứa con gái của người quản lý nhà hội, người đàn bà bệnh rong huyết, hai người mù và người bị quỷ ám. Dù phương cách chữa lành khác nhau, nhưng có một điểm chung là họ được chữa lành bởi đức tin và lòng thương xót của Chúa. Đức tin là yếu tố căn bản để được chữa lành, để được kinh nghiệm quyền năng của Chúa trên cuộc đời mình.
Phần cuối của chương là phần chuyển ý từ chủ đề chức vụ Chúa Giêsu sang chủ đề là môn đệ Ngài trong chương tiếp theo. Ông Matthew kết lại chương này bằng sự bày tỏ tấm lòng thương xót của Chúa Giêsu khi nhìn thấy nhu cầu cần được cứu rỗi của đoàn dân đông. Ngài động lòng thương xót vì cớ sự khốn cùng và tan lạc của họ nên đã thốt lên rằng: mùa gặt thì thật trúng, nhưng thợ gặt thì thật ít. Vậy, hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của Ngài. Câu 38. Suy ngẫm. Phải chăng bạn đang thờ ơ khi nhìn vào những cuộc đời chưa tin Chúa? Bạn được nhắc nhở như thế nào về lời mời gọi trở nên một chứng nhân cho Chúa giữa học đường? Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha, xin tha thứ cho sự thờ ơ của con với những người chung quanh con. Xin cho con đôi mắt nhìn thấy nhu cầu tâm linh cũng như nhu cầu tinh thần của những người bạn học của con. Xin cho con tấm lòng thương xót những cuộc đời chưa tin Chúa, như Chúa đã thương xót đến cuộc đời con, để con mạnh dạn chia sẻ về tình yêu của Chúa và ơn cứu rỗi của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại vào ngày mai.